khóc nhiều Vâng, xin cảm ơn chị Diệp rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời bạn Cúc. Được lời sự lời mời của bạn Cúc, mình xin song ca với bạn Cúc một nhạc phẩm mang tên là Chim Trắng Mồ Côi. Bài kế tiếp anh tế chị Diệu chuẩn bị nha.